bắt hồn, tụi nó là ngày nào cũng xem đi xem lại bà bảo. À, kìa có người nào chào Chắc Long kìa. Em chào chị Diệu Hạnh nha. Hello chị. Thằng Long nó bị cận, nó nhìn xa nó cũng không thấy. Còn anh Bảo hát bài nào cũng vui, ý là nói anh rất là giống Tú Hề hả? Tú Hề hả Diệu. À, coi hoài bài sao Út vội lấy chồng. Cười xỉu luôn, cười biết luôn. Để bật mí cho cả nhà một xíu nha. Bài sao Út vội lấy chồng sẽ có trong mini show Điên Tâm Sự nha cả nhà ơi. Cho nên là hôm đó cả nhà sẽ được nghe lại bài sao Út vội lấy chồng nha. À, biết bài đó hát chỗ nào rồi. Chỗ nào? Sao cái tiết mục Chắc Long với Thùy Trang với lại Tiết Nhung. Thì sao cái tiết mục đó Thùy Trang thi đồ. Còn Chắc Long với Tiết Nhung hát bài đó. Thì trong khi hát bài đó thì Thùy Trang thi đồ xong. Nếu mà được hát thêm một bài nào thấy cái trang phục đó. Hát thêm bài nữa. Xong rồi Thùy Trang ra Thùy Trang hát. Hát có tặng cái gì không mà hát. Hát tôi hát thì phải tặng tôi cái gì đó tôi mới hát nha. Giờ cặp đôi đang hot nên khi nào có mặt cặp đôi là vui lên liền. À, có ngày xem đến 2-3 giờ luôn. Muốn xỉu. Hai đứa tập bài ca cô ba lấy cái gì. Có cái gì. Cô lấy chồng sư sư lại cái gì. Chị hay nghe bài sao Út vội lấy chồng. Long thiệt là quá may. Thôi, cũng chưa chắc may đâu nha, bị chửi suốt. Bài nhớ người tình xa nữa hả anh Hùng Nguyễn. Người tình xa là hát sao? Hát sao quên rồi. À, để nhớ người tình xa. Nhớ người tình xa. Người tình xa hát sao quên rồi. Tự nhiên bị quên ngang thôi. Quên ngang hả? Nhớ người tình xa hát làm sao cả nhà ơi. À, bán sầu riêng, hát bài sầu riêng. Rồi, con hát bài sầu riêng nha. Có ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Làm ơn ghé quán em không bán lá sầu riêng. Nhưng em bán trái sầu riêng. À, nhớ người tình xa Long nhớ rồi. Hai đứa mình chia phôi mấy năm rồi chưa gặp lại. Để em ngâu hoài ngóng thời gian trôi. Để anh đêm ngày thương nhớ người tình xa. Em ra đi hứa rằng sẽ về thăm sớm nhỏ. Bảo anh gắng chờ gắng đợi em nửa năm. Đợi em nửa năm bao lâu. Em mãi phương trời nào bạc chim tầm cá em ơi. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, bữa nay được 500 mấy người xem luôn á, chắc lâu. Bữa nay nói cùng nó điên quá chứ người xem. Anh ra đi hứa rằng sẽ về. Anh ra đi sẽ hứa về thăm sớm nhỏ. Bảo anh ngăn chờ rắn đợi. Không thuộc. Bảo thuộc melody thôi. Nói chung bài nào nó cũng biết Bảo hết. Nhưng mà Bảo không biết nó. Đáng lý ra là tối nay Long sẽ up bài cái gì? Này người tình nhỏ đúng không? Cho người tình nhỏ nhưng mà sợ tốn tiền. Nhưng mà chắc phải suy nghĩ lại. Phải tốn tiền tại sao biết sao? Mấy cái bản này là trong cái một cái mini show, một cái đêm nhạc của Sắc Long. Đài Sắc Long hát tới 17, 18 bài luôn. Là hát một mình là mấy bài? Mười mấy bài rồi xong ca rồi luôn là tổng cộng là 17 bài. 17 bài. Xong rồi á, nói chung cũng quay hình này nọ rồi cũng chỉnh chu lắm, cũng được lắm. Nhưng mà bây giờ đăng lên thì sẽ bị tốn tiền. Tại vì cả nhà tính đi một bài 2.6 triệu. Mà tự nhiên đăng lên như vậy rồi tự nhiên tốn mấy chục triệu. Nói chung bây giờ nhạc tốn tiền lắm cả nhà. Ước gì đăng nhạc lên không tốn tiền. Rồi mình làm nhạc để đăng cho mọi người nghe. Thôi. Cờ giờ cứ xem đôi cặp này quá. Hai
Hello Dung nha, hello tất cả mọi người. Tí đâu rồi? Cho Tí lên đi anh, Tí biết lỗi rồi không nha. Đã cho nó vô à, em dẫn Tí lên phòng ngủ rồi chị ơi. Hồi nãy thấy anh nó bò qua, thấy không? Đúng rồi. Nó bò qua, tại vì đâu? Tại vì bảo nói là không có cho nó lên like. Ờ, nó lên đó, cho nên là nãy nó nứt đó. Ờ. Cái mặt nó có bị thấy không? Ừ. Nó còn không? Còn. Còn hả? Bữa nay nó đậm hơn hôm qua nữa. Nên là bác vô giọng cô có hỏi không? Không. Nó có hỏi gì không? Nó có nói là vô trong không, ai nói gì đó. Nó không nói gì. Bài Nhớ Người Tình Xa là hai đứa mình hôi pha mấy năm rồi chưa gặp lại. Trời ơi, người ta hỏi nãy giờ rồi, hát xong rồi. Bảo ơi, hai em tâm giờ 1 giờ sáng luôn không là sao? Tại vì nãy giờ đang nói lý làm xong rồi, tại nói chuyện với mọi người thôi nên là không làm kịp. Rồi cái nhà ơi, chia sẻ cho Bảo đi, Bảo thấy Bảo được nhiều người xem quá, Bảo thích quá nè. Chưa ăn luôn nha cả nhà. Chắc Long ăn mấy lần rồi? Ăn mấy lần hả? Ờ. Ăn 2 lần hả? Chắc Long ăn 2 lần và sáng giờ Bảo ăn có 1 lần thôi nha cả nhà. Hồi sáng giờ ăn có 1 lần gì vậy? Cho bài nào vui nhộn để hai đứa quẩy nữa chứ. À, bài vui nhộn hả? Ông xã em number one. Có bài nào vui không? Để coi có bài nào vui không ta. Bữa nào anh Bảo bán lẩu mắm đi. Bữa nào bán lẩu mắm hả? Để coi sắp xếp bán nha. Dạ hôm đó sẽ có bài vui luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà muốn vui là hai anh em sẽ vui. Rồi à, ngoài ra thì bà Bảo sẽ giống như là sẽ nói gì nè. Giống như mình tin sắp xếp sẵn là nếu như là cũng có một số bài mình không biết là giống như khán giả yêu cầu bài nào mình hát bài đó. Cũng vui. Nhưng mình hát nhiều khi không thuộc bài thì mình cầm điện thoại. Chứ mình hát chặt chay thôi, mình không cần phải. Nha Đam hả em? Dạ đúng rồi chị. Nha Đam để giờ này trời, em làm Nha Đam quá trời quá đất nè. Kia. Nè một thao luôn rồi nè. Phải nhảy nha. Ngày hôm qua nay là chị Tâm Mỹ Hồ mua của bà Bảo là 30 mấy ký sầu riêng rồi cả nhà. 30 mấy ký rồi đó. Chị Tâm Mỹ là khách hàng thân VIP, nói chung là một người khách đến mùa trung thu là chị mua một thùng bánh trung thu. Rồi đến mùa gì là chị mua cái đó, chị mua quá trời quá đất luôn. À, Bảo ơi, nói Tắc Long đừng buồn nha, chị biết Tắc Long hả? À, chị mới xem em ấy hát xong ra nữa. Nhưng giọng của Long không có phù hợp. Nhưng giọng của Long không có phù hợp hay sao khi kết hợp với Tuyết Nhung? Rồi sao không hiểu? Long coi giọng mà cho Bảo cái này coi. Bảo ơi, nói Giác Long đừng buồn nha, chị biết Giác Long qua đêm tâm sự với Tuyết Nhung. Chị mới xem em ấy hát xong ca. Nhiều ca sĩ, nhưng giọng của Giác Long không phù hợp hay sao khi kết hợp Tuyết Nhung là duyên đó Bảo. Chị nói cái này dễ hiểu lầm lắm nha. Hả? Hả? Em hiểu ý của chị, nhưng mà chị nói vậy là nó dễ bị hiểu lầm. À, giống như là ý là chị nói là giọng Giác Long hát á với những ca sĩ khác á, ý là chị nói là không có hợp bằng với Tuyết Nhung đúng không? Dạ. À, ý là nói như vậy, nhưng mà chị nói là như nhiều người sẽ không hiểu là chị nói đừng có buồn tại vì em hát với cái ông Tuyết Nhung không có hợp. Nếu chị nói vậy đó. Em Giác Long hát bài tình gì? Ồ mắt mình ở đây bị mờ rồi cả nhà. Trời ơi, 540. Biết tại sao nó không? Sao? Một phần ấy do mình có cái đèn này nè. Ờ nó bị chá hả? Nó chá qua. Ờ cả nhà ơi, cô Thấm về làng. Ô kìa ai như cô Thấm, con bắt năm ở xa mới về, dáng người ôi xinh quá nơ, mới ngày nào nơ. Trời ơi, 555 được xem kìa. Hello cả nhà nha. Bữa nay sao mà được lượt xem nhiều vậy ta? Hello em, cái bạn này mình ở ưa bị lộn tên nha Chắc Long. Quang Phú Phương Hân. Là anh Quang á. Là tên Quang hả? Đúng rồi. À. Chị đọc mà cũng hiểu lầm luôn, tại vì thật sự là cái chị đó, cái cô đó cô đọc là viết là dễ hiểu lầm lắm. Rất hiểu lầm luôn, nhưng mà Bảo tự sâu chuỗi các chữ lại nên là Bảo hiểu theo cái kiểu khác. Chờ anh Bảo. Em chờ anh Quang nha. Trời còn đóng Gia Đam luôn kìa. Anh Bảo hát bài Sầu Đông đi. Trời ơi,
Thôi đâu chiều nay gió đông về hả? Trời ơi, không, không bài đó nó không biết bảo đâu. Ngày nào cũng coi hai anh em vui quá. À tức là ý nói bảo bảo giống như là một chú hề hả? Cho cười cái tạo hóa hả? Cái này là mình phải gọt hết luôn hả ta? Chứ giờ để ngày mai là nó hư. Mai bó gọt được rồi, bó gọt được rồi. Cái đó có sắc thật lụ không? Có sắc nhưng mà bây giờ ô quên chắc Long nhắn cho Tuyết Nhung hỏi là anh Bảo có một nhồi một bao nha đam luôn ở dưới quê mới gửi lên mà anh Bảo gọt sẵn rồi em nói lấy nha đam gì nấu ăn cho nó mát không thì nó tại vì bị viêm họng này đó là do người nóng á, ăn cái đó vô nó là mát thì em thấy không thì em Bảo gửi qua tại vì mình đã gọt sẵn rồi nó cũng không cần phải gọt gì đâu. Có 102 chỉ một mình chị thôi chứ bạn chị không nghe gì không thấy tại vì nó chạy mất chứ cả nhà ơi chứ... Cái này mình làm cái gì ta để vô nước xăm hả cái này hả về nấu cho nha đam đường phèn hoặc là nấu chè nha đam cũng rất là ngon nấu đậu xanh rất là ngon rồi cái này là ăn viêm họng đồ nè là nóng trong người nè là mát lắm ăn mát khỏi đời nón luôn. Không cái chị hồi nãy là chị nói là tớ lo thấy chứ nhiều người không hợp nhưng mà thấy chứ Tuyết Nhung rất hợp là cái ý của chị như vậy. Long cho em cho Long em chà cho anh Bảo một màn trình diễn hai tấu hài kìa được không kìa là sao ý là Thanh Thủy kêu là cho bà Bảo một cái vé. À, được xuất hiện trong mini show hiểu không à. được xuất hiện với một cái đóng tấu hài á hiểu không à, chị ít coi mà ngày mới em Tuyết Nhung với Long rất vui chúc anh Bảo Long và anh Bảo ơi sầu riêng bán sao vậy? Sầu riêng là sầu riêng cha trái là 180 nha em ơi, 180 kg còn sầu riêng cơm á, cơm sầu riêng là 600.000 kg nha. Không hiểu vì sao chị nhìn thấy hai đứa là vui. Sao? Ý là chị thấy em giống như là một trò hề của tạo hóa hả? Không trò hề của tạo hóa ha? Sao chị thấy em là chị vui ạ? À, anh Bảo làm gia đam rất long hát nha. Chắc Long có mệt đâu, không mệt thì hát vài bài tặng mọi người đi. Mọi người yêu cầu đi Long hát, tại vì hôm nay Long có năng lượng hơn hôm qua nha cả nhà. Tại vì hôm nay mình nghe được cái demo mình thích quá. Cái xong cái mình cũng vui nguyên cả nhà. Chị luôn. Long Mỹ rất là tinh mắt nha. À, không phải tự nhiên mà rất nhiều người. Dạ đúng rồi á chị Quế ơi. Chị gì nó chạy nhanh quá em bảo không thấy đường luôn, bảo bị già rồi. Nên là sao cái mắt bảo bị mờ rồi với bảo đang bị buồn đó cả nhà.